À, xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Xe Cấp. Đây, một cũ máy của xe Custom 90 đời 97. Xuất sắc các bạn. Chỉ cần lau sơ thôi. Cái này chưa có phun nước miếng nữa nha. Phun nước miếng là nó còn đẹp nữa nha. Để mình lau sơ qua cho các bạn coi. Này phải lấy xà bông mà xịt lên, lấy đèn chó chó vô. Đây, anh em nhìn cái nắp nồi, nước sơn nguyên zin nha, nước sơn nguyên zin rất là đẹp nha các bạn, cực đẹp. Đây là cục máy Custom 90 đời 97, gắn vô xe là thôi rồi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em nhìn rất là đẹp này. Nhìn cái này, soi gương luôn, soi gương luôn các bạn. Đấy, bình xăng con nè, sạch sẽ mới tinh, không có một xíu đất mà luôn. Này, nhìn kỹ quá là cái đầu chân héo luôn, thấy không? Cái đầu chân héo luôn. Cái này gắn vô xe là không còn gì để nói nữa các bạn. Này, mâm lửa. Ở đây có cái nắp nồi, có cái đuôi cá ở đây nữa, có đuôi cá kèm theo nha, có đuôi cá kèm theo đó. Các bạn thấy cục máy đắp cát linh nhớt đồ màu rửa sạch sẽ, nhìn thấy lắng o luôn. Gắn vô xe là chỉ có chạy thôi, lên xe là chỉ có chảy miếng thôi các bạn đó. Nên nhìn đẹp không đó, thấy rửa sạch sẽ, thấy nhìn rất là đẹp trai nha. Rửa sạch sẽ nhìn rất là đẹp trai đó, quá đẹp trai luôn. Nhìn và thấy nhìn cái lưng hông phía trên quá đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp. Rồi, riêng con này thì mình có xe lẻ luôn, dành cho những anh em nào mà muốn lấy lẻ, xá lẻ luôn. Ví dụ là bình xăng con, bình xăng con trắng hiếu xanh lè đó, anh em có thể lấy bình xăng con, hoặc là lấy cục đèn, hoặc là cục hơi, hoặc là măng cá và nắp nồi, hay là lốc giữa, hay là cái dây bộ nồi bộ số đó, qua lăng mâm lửa có bán lẻ hết. Các bạn có nhu cầu mua lẻ, bên mình có bán lẻ luôn nha đó. Muốn mua nguyên cục có nguyên cục, muốn mua bán lẻ có bán lẻ. Hiện tại cục máy thì mình đang có cục máy Custom 90 đời 97 với một cục 8650 đời 90 cũng len can luôn. Máy Charlie cũng có một cục. Đấy, hiện tại đang có 3 cục dành cho anh em lên xe nha. Lên xe phải là lên xe cột xe giữ đó. Cục máy này nó còn mắc tiền hơn xe các bạn. Những anh em nào mà có dự định mua cục máy này, nghĩa là chắc chắn cục máy này giá trị nó phải mất tiền hơn xe các bạn đó. Hoặc là anh em nào muốn mà đi một cục máy mà nó ngon, mà ngon thiệt, ngon như bánh xèo, đưa cục máy này vô là hết bài luôn, cực kỳ em nha, cực kỳ em. Anh em nhìn thấy cục máy nó đẹp là biết nó ngon rồi. Chứ cục máy mà nó xấu, nó xìu hay là chày xước này nọ thì chắc chắn là nó không ngon rồi. Anh em thấy đó, nhìn không, nhìn cái bầu vú không là chảy nước miếng. Yeah, lăn ngò luôn. Sơn chưa dặm tốt nha, nguyên zin đó, nguyên zin xòa thôi là thấy đã rồi. Lao thấy đã là mát rồi ha. Ok, giỡn vui một tí xíu thôi. Nhiều khi bán đồ hàng ngày mệt mỏi nhức đầu á, ngàn thổi nhắn tin hoài nhức đầu. Ơi thôi, anh em nào có nhu cầu lấy cục máy Custom 90 đời 97, anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình.
À, con để cho ba đi cái đó của ba đó, bộ bài của Đúng ba. rồi. Ừ. Rồi con để trên bàn cho ba đây. Kệ nó, Đúng rồi con để bàn cho rồi. ba. À, để lại cho ba. Thôi con bỏ, con bỏ. Ấy vậy ba, rồi đó, thu để lại cho ba. Rồi, anh em là có nhu cầu lấy cục máy, các bạn liên hệ số điện thoại cho mình ở giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em mà ở khu vực Sài Gòn qua trực tiếp bên shop của mình, chở nó về. Ba chưa cái này nha ba, ba chưa cái này chứ còn nè. À, nhớ anh em ở xa thì vui lòng chuyển khoản để bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn, không ship code nha, chuyển tiền trước ship hàng sau, ship bằng bưu điện. Cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phù Thùng Ring. Tại sao phải bấm vào nút đăng ký phía dưới? Tại vì có một số anh em là không có biết tìm kênh của mình. Cái thứ hai là không biết cái đoạn nào trước, cái đoạn nào sau. Cái thứ ba là không biết khi nào post cái sản phẩm mới lên. Thì khi chúng ta bấm vào nút đăng ký phía dưới thì mỗi khi mà mình up cái sản phẩm mới lên thì điện thoại nó sẽ xuất hiện là ken ken nó mới up video. Nó xuất hiện cái thông báo luôn là lên bấm vô coi. Hoặc là để mà nhanh nhất á, ở trên điện thoại mình kéo xuống nó sẽ xuất hiện cái dòng thông báo ở trên. Chỉ cần các bạn kéo xuống hoặc là bấm vô YouTube là nó sẽ thông báo. Bấm vào nút đăng ký rồi bấm vô cái chuông luôn, có biểu tượng cái chuông cái bên, bấm vô nút đăng ký rồi bấm vô cái chuông là mỗi khi mình lên sản phẩm mới là các bạn sẽ thấy liền. Đó. Quá đã. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.